Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ quay trở lại với cái tựa game đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi và nếu có thể hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình nhé. Ở đây thì chúng ta đã bước qua một cái cuộc đua Heroic nữa, rất là tuyệt vời luôn. Và hôm nay là một tập đặc biệt nhá, vì đã lâu lắm rồi mình đã không làm vào buổi tối. Hôm nay chúng ta sẽ có một tập đặc biệt nên chúng ta sẽ làm vào cái mốc khoảng 6 giờ và chắc là tầm khoảng phải 6 giờ 45 thì nó sẽ lên được sóng rồi anh em ạ. Đây là chiếc con Heroic của tuần này, con này tên là con High Malicious Dragon. Nó có 4 hệ chiến binh: hệ vô cực, hệ lửa và hệ bóng tối. Con này giống như kiểu một pháp sư vậy ta, áo choàng các thứ này ấy, bốc ngọn lửa. Wow, khá là ổn đi đúng không nhờ. Thì đây chúng ta sẽ đối đầu với những ai, chúng ta sẽ chờ xem. Wow, may quá không có đấu đầu Việt Nam rồi. Hay thật. Và rồi phần thưởng, tất cả phần thưởng sẽ được review đây. Lắp 2 là một hòm vàng, lắp 3 là con rồng hai đầu, lắp 4 là 15 game. Yes, cái này ngon này. Lắp 5 là một hòm vàng tiếp. Mình quan tâm đến cái này Heroic Chest này, hy vọng sẽ có op ngon. Lắp 15, mục tiêu của chúng ta sẽ lắp 15 nha anh em. Heroic Ops hôm nay thì có thời trang này. Wow, thời trang gì đấy? Ui, giáp vàng, bá cháy thế nhờ. Mục tiêu ra là lắp 24 đi anh em ạ. Được đấy, lắp 24 hoàn toàn có thể được. Wow, chất lượng thật sự đấy. Yes, quá đẹp luôn. Ultimate Chest. Ui, cái giáp vàng này mới đẹp này anh em ơi. Thật sự cực kỳ là chất luôn này. Malicious giáp vàng, chất thật, quá đẹp. Rồi ok, thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ là lấy 5 cái gold. Bây giờ là đang là mấy giờ đây? 6 giờ 15 rồi, đua hơi muộn rồi. Đáng lẽ chúng ta phải căn đúng giờ để vào nó mới chuẩn được. Xong rồi, chúng ta sẽ cho thú ăn anh em ạ. Thú ăn thì mình không biết cho nào ăn bây giờ. Cho thú ăn à, level 10 này. Level 15. Mình có con Terra không? Con Terra thì cho nó ăn tạm vào cũng được. Đây, mình để sẵn chuồng đây rồi. Chúng ta sẽ không phải ấn nhầm rồi. Chúng ta sẽ cho, mình sẽ lấy mua trứng Terra xong rồi cho vào môi trường kia. Dĩ nhiên một quả này, cứ để sẵn sàng trứng Terra trong này. Hai quả này, cho sẽ mua được ba quả anh em ạ, ba quả luôn đấy. Và đợi nó nở rồi, easy game. Chúng ta sẽ cố gắng qua được cái lab một trong cái buổi quay ngày hôm nay nha. Đây, đây rồi anh em, Terra Dragon hết môi trường Terra. Dĩ nhiên sẽ cho nó một cái môi trường Terra mới ở đây. 850 đồng vẫn có thể xây được anh em ạ. Sẽ xây đây nha, cho nó rộng. Chắc mình sẽ xây khoảng 2 môi trường Terra gì đấy cho nó thoải mái cái diện tích anh em ạ. Ok, để ra ngoài này cho nó thoáng này. Dĩ nhiên là phải thoáng rồi thì mới có thể là nhìn được hết những bọn kia. Ok, nhà đây mình chốt. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ấn vào cái đây là sẽ được 2 môi trường Terra này. Mình sẽ cho 2-3 con vào đây cho nó ăn dần luôn. Đấy, tạm thời để đây luôn này, 3 con luôn nha. Đây sẽ chứa được 2 con. Chúng ta sẽ đánh giá sau. Và không đánh giá thì mặt của con rồng và của ông Diaz nó cũng sẽ buồn theo. Có tay. Rồi, chúng ta sẽ cho nó ăn nào. Cho ăn full luôn. Đây, cho ăn luôn này anh em. 2 này, 3 này, được 1, được 3 con bọ. Hình như là đủ đấy, có lẽ là đủ thức ăn rồi. Cái nốt 1 thì nó sẽ rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ có collecting food, chúng ta sẽ lấy food trước. Đây, vừa kịp luôn anh em ạ. Hình như lấy mấy cái, 4 cái à, đã xong rồi. Xong luôn rồi, chúng ta sẽ lấy collecting gold. À không, bây giờ nha, thì sẽ lấy hết tất cả này đi, chắc chắn luôn rồi. Và mình sẽ trồng loại cái cây đó chỉ là 5 đồng thôi anh em ạ. Dĩ nhiên 50 đồng chứ, làm gì có 5 đồng. Chúng ta cố gắng làm clip nhanh này để đăng cho anh em xem và tiếp theo xem cổ vũ đội tuyển Việt Nam chứ. 8 giờ, hôm nay là 8 giờ Việt Nam sẽ đá với Nhật Bản. Cho rất mong chờ trận đấu đấy. Và trước tiên thì mình cần làm clip cho anh em đã. Cho anh em xem đã. Những cái này không thể nào bỏ được. 50 đồng này. Tất cả sẽ được chuyển thành 50 đồng hết. Tí nữa có nhiệm vụ liên quan tới cái này là chúng ta sẽ ok thôi. Yes. Tuyệt vời, tuyệt hảo luôn này.
cố gắng lần này chúng ta tập trung đua nhá. Hình như là ngày cuối cùng sẽ vào 30 Tết thì phải. 10 ngày mà, hôm nay là ngày 20 tháng 12 theo kiểu âm lịch ấy. Thì đúng 10 ngày nữa là sẽ Tết rồi. Chiều 30 là chúng ta sẽ lấy được con Heroic nha bạn. Và ngày mùng 1 là chúng ta có thể mang con rồng ấy đi chơi, chơi Tết. Hay đấy, tuyệt hảo. Ok, chúng ta sẽ lấy 50 đồng này, tiếp tục là 50 đồng. Cái Z này cũng thế, cũng sẽ là được sản xuất ngay bây giờ, 50 đồng tiếp. Rồi, toàn bộ đã được sản xuất rồi. Ok, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó sẽ là win Liquid Butter và lấy Gold. Lấy Gold thì rất là dễ dàng. Lấy Gold, phun cho ra. Đấy, rồi chúng ta còn hai cái cục Gold nữa anh em ạ. Và mình sẽ win Liquid Butter nữa. Cái mình đua rất là nhiều rồi, chúng ta đua đến hơn 1 năm rồi anh em ạ, nên có thể rất là quen thuộc với những cái này luôn. Cực kỳ quen thuộc luôn đấy. Ok, chúng ta sẽ vào trận, nó đang hơi lag. Chắc là mình sẽ cần phải tắt bớt cái web đi. Web nó đang khá là nặng. Mình sẽ tắt bớt cái Photoshop của mình đi. Mình đang bật cả Photoshop luôn. Bật cả cái này đúng là siêu nặng luôn. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu với con này. Con này thì sẽ có thể khắc chế một cách dễ dàng thôi. Đấy, tấn công luôn. Luyện tập cho con hai Winter chứ, dĩ nhiên. Đều chắc chắn luôn. Tắt cái web đi, cho đỡ nặng. Millennium Dragon. Ok, bị khắc hệ ạ. Con rồng này đã bị khắc hệ đấy. Này này thì khắc hệ này chết luôn. Không kịp thở. Ánh sáng thì sẽ có bóng tối không? Chẳng cần. Tấn công thẳng trực tiếp luôn mọi người nó đi. Tắt bớt cái gì cho đỡ lag nữa nhỉ? Ủa, gần chết kìa anh em. Đủ đam 16.000, 17.000, 16.900. Hoàn thành xong nhiệm vụ này. Hình như là chưa có ai đua thì phải. Có lẽ là may khi mình vào một cái team không ai đua thì tốt quá. Chúng ta cần phải chiến đấu này. Lancelot này, Tropical các kiểu. Đánh luôn nào. Kaido á. Không, mình sẽ lựa chọn con kỵ sĩ băng giá đang cấp độ là A trừ để chiến đấu với nó luôn này. Let's go boy, vào đây. Tropical Dragon. Đấy. Lên nào. Băng giá xuyên tâm 15.000, rất tốt. Rất là khỏe. Đợi khoảng 14 phút nữa hoặc là sử dụng cái này. Chúng ta cho thú ăn khoảng 5 lần. Có lẽ mình sẽ sử dụng để có thể qua được cái lắm 1 đi anh em ạ. Đây đây. 5 cục à? 3 cục, 4 cục, 5 cục xong. Đã xong được 5 cục này và mình sẽ ok, mình sẽ dùng một game Lancelot Dragon nhanh thôi. Cái đằng phía sau này vẫn sử dụng ở cái hình cũ. Cái này cái hình cái môi trường cũ. Ok, và chúng ta sẽ dùng cái tuyệt chiêu là Pure Line này. Xuyên nó 15.000, rất tốt. Victory. Bây giờ sẽ là lấy food. Đấy, mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Lấy 5 cục food, một cục này. Mình có một cục rồi. Vẫn chưa đủ nhỉ. À đúng rồi, mình đã lấy được con rồng mới trong này nha anh em. Anh em có muốn xem luôn không? Đây, không phải. Mình sẽ up luôn con đấy đi. Con rồng rất là đẹp. Tuyệt đẹp luôn. Con rồng mà ngồi trên ngai vàng ấy. Trên ngai sắt chứ. Con này à? Như con này đúng không? Có một con này con mới thôi. Hiện tại là chúng ta sẽ không con Gaucher này nhá, con mới này. Con gì nhỉ? Con này đúng không? Con này là chắc chắn rồi, con Legendary sẽ mất khoảng 57 tiếng. Nó tương đương với khoảng là hơn 2 ngày thì nó sẽ up nở ra con đấy. Rất đẹp đấy nhá. Rồi, chúng ta sẽ lấy full cái này luôn. Đấy. Không được nhỉ? Mới có một điểm thôi. Ok. Thì sẽ dùng cái next cái này ra luôn. Free spin, cho một lần free spin này. Phần thưởng đặc biệt này, cái vé này. Cái vé tổng cộng, cái vé của chúng ta nó sẽ là có bao nhiêu cái rồi. Chúng ta xem cái store luôn. Cái vé chuối ấy, không phải. Vé hiện tại có 5 cái, mà thiếu tận đến 35 cái nữa thì mới đổi được một con rồng anh em ạ. Bó tay, phải có rất rất nhiều game nhá. 25 đổi được một vé, 25 game đổi được một vé đấy. Thà để cái game đấy để mà mở đất còn hơn. Tiếp tục là trồng thức ăn này. Thêm một cái nữa trong này. Ồ,
rất là thức ăn này. Cái không được ạ, cái đấy nguyên cái đấy thì không được nhá. Rồi còn cái gì không, có quest mới anh em ạ, chúng ta sẽ quest mới trong này, nhiệm vụ mới ở vẫn là Dog Cool, không phải nhiệm vụ mới mà nhiệm vụ của Dog Cool. Mình sẽ lấy được thêm một cái mảnh nữa này, kết thúc vào 2-3 giờ nữa. Rồi đợi, mình cần một cục thôi anh em ạ, một cục thức ăn thôi là chúng ta sẽ hoàn thành được cái lắp 1 thì phải, đúng không? Và really maker không được à? Đừng bảo bắt buộc phải hồi nhá, thì buồn cười, thật sự rất buồn cười đấy nếu mà bắt được phải hồi. Không biết là như thế nào. Có cái task mới không? Cái task này thì nên chuyển sang các cái IP của những cái nước khác ấy thì nó sẽ kiếm được nhiều hơn. Game mà, game sáng em vừa lấy rồi. Chẳng lẽ cái này là phải sử dụng cái next qua sao? Có lẽ là như vậy rồi. Theo mình nghĩ là có thể, rất là có thể luôn là chúng ta sẽ phải sử dụng cái kia. Nào, một cục thôi mà, một cục thôi. Đâu rồi? Đùa nhau. Mất khoảng một game đều phải vượt qua cái này. Next luôn, thật nhanh, đỡ phải ấy. Phần đầu tiên này anh em, một cái hòm vàng. Hòm vàng này hòm gì? Hòm sẽ chứa... Ui giời, con này thì không cần. Cho thú ăn. Chúng ta sẽ cho thú ăn anh em ạ. Cho ăn bao nhiêu cục em? 1 này, 2 này. Rồi, xem nào. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Thức ăn thì mình khá là nhiều, nếu có thể thoải mái đi, bán luôn con này đi. Con level 10 nó đạt được cái mức độ tối đa rồi, không cần nữa. Hình như là đủ thức ăn rồi thì phải. Vẫn sẽ là tiếp tục đua thôi. Dĩ nhiên lấy item và sẽ win 2 trận Battle Lewis. Lấy item từ cái gold này. Mình còn 2 trận trong Battle Lewis nữa anh em ạ. Thoải mái đi, có thể chơi được. Bảy trên bảy này. Rồi mình sẽ chiến đấu ở cái Battle Dewick. Đây ta có tất cả là 2 trận nữa. Ok, sẽ kiếm thêm một game nữa này. Yes, hay. 4 game, 5 game chứ không phải là một game. Diamante 25.000 nữa này. Đổi rộng. Đây, chúng ta sẽ có này. Ok boy. Poor Life 31.000 máu. Đã xong chưa? Tiếp tục. Con này thì mình cũng hàng thôi hết thôi. Còn khoảng 700 máu nữa. Đánh được anh em ạ. Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ kiếm thêm được 5 viên game nữa. Cộng tổng lại là chúng ta sẽ có là tất cả là 20 game rồi. Đấy, nên tiết kiệm thôi anh em ạ. Tại vì đường đua nó còn dài. Chúng ta sẽ cần phải thắng 2 trận trong phần quest này không còn. Trong Battle Lewis, đây chính là phần Lewis. Thêm một trận nữa anh em ạ, là chúng ta sẽ kiếm được 50.000 cơ. Ok, lửa này, lửa băng này, các kiểu này. Team này nó khá là yếu thôi. Đó, không cần tăng công, cần ít tăng công. Hiện tại đang cấp độ A trừ và đang tiến hóa lên cấp độ A ngay bây giờ. Kratos có thể sợ băng giá, cực kỳ sợ băng. 27.000 này, một chiêu nữa. Frost Nova 25.000. Emery, ui. Không sao, cái này không sao, cái này không vấn đề gì cả. Cái này thì đúng là không có vấn đề gì luôn. Ấy, 43.000 máu, một hit nữa. 43.000 máu phát nữa này, rất khỏe. Như vậy là đã xong được cái này rồi. Mình sẽ kiếm được thêm cần phải chiến đấu 3 trận nữa cả. Bây giờ sẽ lấy food này. Cái này chắc phải dừng lại rồi. Tại vì không nên tốn nhiều game như thế đúng không? Hoặc là sử dụng cái quay này được này. Chiến đấu một trận trước đi á, xong rồi dùng cái quay này là ok. Theo mình nghĩ là vậy là hợp lý nhất. A trừ kỵ sĩ băng giá, 2 Winter Dragon các kiểu. Ok, 12.800. Vào đây, Frost Nova. Lên nào. Này, xuyên tâm.
một con chết luôn. Cái này thì nó khá nhanh, chứ chắc là mình sẽ dùng cái food, lấy food trước. Đợi nó hồi đi anh em ạ, không cần nên sử dụng anh kia hơi phí. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là leo rank nè. Master Terra 2 ở đây. Leo rank thôi. Trừ một cái gì gì đấy, không quan tâm lắm. 35, có hai con level 35 ở trong này. Hơi bị mệt nhờ, hơi bị ngại ở chỗ này đây. Primer, wow, nó khắc hệ mình đấy. Đập mình chắc là chết đấy. Hai level 35 mình đếch sợ. Băng giá có lửa đây rồi. Nó có primer à? Hơi bị khó chịu nhờ, nên next đi. 33, team mình còn khỏe hơn cơ. Ui, mấy team mình sao khỏe thế nhỉ? Đấy, nên đánh trận đầu tiên thì có vẻ là sẽ ổn hơn rất là nhiều anh em ạ. Mấy trận sau bắt đầu khó hơn. Mới được có một cục này. À, hai cục rồi. Cho ăn thiếu khoảng 3 cục nữa cơ thì mình sẽ đủ cái này. Rồi, ok thì chúng ta sẽ kết thúc bay nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Dragon City. Bye bye.